Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Tiền ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai khôi này. Để thì VIP ha. Giá mềm luôn. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Tiền ha. Ngồi để đặt luôn vậy. Đây, chào chị. Dạ chào anh Tâm, chào cô chú anh chị trên toàn quốc. Hôm nay em có gì lô mai khôi giảo hạt Thủ Đức muốn giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0382819990 cũng là số Zalo của em. Hình phí ship là bao ship toàn quốc. Yeah. Rồi em vô mã số 1. Cây số 1. Cao 64. Hoành là 21. Một nồi nó đặt kẹo luôn anh chị, rất đẹp luôn. Rồi, mã số 1 giao luôn 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Mã số 2. Cao 62. Hoành đây là 23. Đây đều 4 mã đẹp luôn ha. Mã số 2 em giao lưu 850. Rồi, 850. Mã số 3. Cao 65. Hoành là 16. Đấy, điều của nó rất đẹp luôn ha. Mã số 3 em giao lưu 500 ngàn. 500. Mã số 4. Cao 36. Hoành là 17. Đây đặt kẹo luôn nha anh chị. Rất đẹp luôn ha. Mã số 4 giao lưu 450. 450. Mã số 5. Cao 35. Hoành là 15. Một nồi này đặt kẹo luôn ha anh chị. Quá đẹp luôn. Quá VIP luôn ha. Mã số 5 em giao lưu 650. Rồi, 650. Mã số 6. Quái nè. Cao 30. Hoành này 14. Em đo nhánh cho. Mã số 5. Hoành dưới này kìa. Hoành dưới là 22 nha anh chị. Tại nó có hai nhánh nên khó đo. Mã số 6 giao lưu 500 ngàn. Rồi, 500. Mã số 7. Cao 44. Hoành là 16. Đây bàn rìu luôn ha, rất đẹp luôn, củ nở ha. Lộn nha anh chị, ginh nó bị lộn chút xíu. Hoành là 18. Ủa, vậy hoành 8, cao 18. Cây bini ha, rất là dễ thương ha. Mã số 7 giao lưu 200 ngàn. 200. Mã số 8. Cao 44. Hoành là 16. Đây bàn đều bốn mặt luôn ha, củ nở rất đẹp luôn.
Mã số 8 giao lưu 350. 350 thôi. Mã số 9. Cao 52. Hoành là 24. Này có hai sừng giống hai sừng con trâu nha anh chị. Quái luôn, quá đẹp ha. Đế đều bốn mặt luôn ha anh chị ha. Quá đẹp luôn. Mã số 9 em vô lưu 700 nha. Rồi, 700. Mã số 10. Cao 45. Hoành đây là 20. Đi nơm hay rất đẹp luôn ha. Mã số 10 vô lưu 600 ngàn. Rồi, 600. Mã 11. Cao 30. Hoành là 19. Bàn quái rất đẹp luôn ha. Mã 11 em giao lưu 550. 550. Mã 12. Cao 35. Hoành là 16. Đế nơm rất đẹp luôn. Mã 12 em vô lưu 500 ngàn. 500. Mã 13. Cao 77. Hoành là 21. Rồi nó bắn tường mạnh này nha cho nó gan ha. Đây. Cái gì là mình ghép ok luôn. Đến đâu hoành chưa ta? Hoành là 21 ha. Mã 13 giao lưu 400 ngàn. 400. Mã 14. Cao 41. Hoành là 18. Đây, VIP luôn. Đây là kẹo quá đẹp luôn ha. Mã 14 giao lưu 450. 450. Mã 15. Cao 29. Hoành là 12. Đây bàn đều rất đẹp luôn ha. Mã 15 em vô lưu 200 ngàn. 200. Mã 16. Cao 21. Hoành là 15. Nơm rất đẹp luôn ha. Mã 16 giao lưu 200 ngàn. 200. Mã 17. Cao 29. Hoành là 15. Đế đều rất đẹp luôn ha. Mã 17 giao lưu 300 ngàn. 300. Mã 18. Cao 34. Hoành là 17. Cái bàn quá đẹp luôn chị ơi. Mã 18 em vô lưu 250. 250. Mã 19. Cao 27. Hoành là 18. Nơm rất đẹp luôn. Mã 19 em vô lưu 400 ngàn. 400.
Mã 20, cao 37, quà nó là 18. Mới đặt ha, rất đẹp luôn. Mã 20 em Zalo 400 ngàn. Rồi, 400. Mã 21, cao 28, hoành nó lên là 11. Mâm mini luôn. Mã 21 em Zalo 180 ngàn. 180. Mã 22, cao 46, quà nó là 16. Đế bàn đều bốn mặt rất đẹp luôn ha. Mã 22 em vô luôn 250. 250. Mã 23, cao 34, quà nó là 15. Đi bàn đều bốn mặt luôn ha, rất đẹp luôn. Mới 23 em vô luôn 250. 250. Mới 24, cao 34, hoành đây là 18. Đi bàn đặt kẹo luôn ha, rất đẹp luôn. Mã 24 em vô lưu 400 ngàn. 400. Mã 25, cao 54, hoành là 16. Mấy bàn quái rất đẹp luôn ha. Mã 25 vô lưu 350. 350. Đây VIP nè. Mã 26, cao 55, hoành đây là 24. Nồi đấy đặt kẹo luôn ha anh chị, quá quýp luôn. Mà 26 vô lưu 800 ngàn. Rồi, 800. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip. Mong cô chú anh chị xem, ủng hộ cho em. Cảm ơn nhiều ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Đen. Xin chào và hẹn gặp lại.